năng với một pin sạc với lượng điện năng ở trong đó lên tới 10.400 mAh. Và bây giờ thì chúng ta cùng coi cái cục pin này nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ mở cái ngăn chính ra, thì bây giờ chúng ta ở đây chúng ta thấy đây là cái cục pin 10.400 mAh đó. Thì cái thiết kế của cái ba lô này rất đặc biệt là ở đây chúng ta có những cái lỗ này, thì chúng ta công ty thiết kế đặc biệt là chúng ta luồn dây qua như thế này. Thì ở đây chúng ta có ba cổng sạc USB, và họ đã làm sẵn cho chúng ta ba cổng sạc, gồm có cổng sạc mini USB, sạc iPod và nhiều loại sạc khác nữa. Thì ngoài ra thì chúng ta ở đây chúng ta còn có một cái ngăn riêng để dành cho sạc các loại tablet. Ví dụ như ở đây mình có một cái cổng 30 pin để sạc iPad, hoặc là nếu mà mở ra thì cái này nó sẽ biến thành một cái cổng mini USB. Và khi mà bán ra thì họ cũng sẽ đi kèm trong đó một cái kết nối Lightning cho cái iPhone 5 sắp tới. Ở cái ngăn nhỏ này thì chúng ta có thể thấy đây là một ngăn họ làm gọi là ngăn tiện lợi, thì chúng ta có thể bỏ kính mát vô hoặc là cái thiết bị nhỏ hơn. Và ở đây chúng ta thấy là đây là một cổng Lightning. Ba lô này được thiết kế với rất là chắc chắn, chống thấm nước, và đây là gọi là ngăn chính, và chúng ta có thấy là rất là nhiều không gian ở trong này. Mình đã thử bỏ chiếc Nikon D3 vào thì hoàn toàn nó chỉ chiếm tới đây thôi, thì chúng ta rất nhiều không gian để bỏ nhiều thứ khác. Đây là cái túi mà họ bỏ đi kèm để bỏ ví dụ như là sạc laptop vân vân. Ở đây thì họ cũng có rất là nhiều cái đường ra dây sạc, thì chúng ta có thể bỏ cái thiết bị chúng ta vào đây rất là tiện lợi. Đó, các bạn thấy rất là nhiều ngăn, có ngăn chứa tài liệu nữa. Đây vẫn còn nhiều ngăn hơn nữa. Cái ở trên cùng của máy thì vô cả được laptop. This here? Here? The laptop. Oh, okay. Còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy là cái ngăn laptop của họ. Thì ở đây, theo thông số của nhà sản xuất thì chúng ta có thể mở cái ngăn laptop lên tới mở laptop tối đa là 15.6 inch. So, thêm nữa là chúng ta có một ngăn để ngăn nhỏ ở đây, thì chúng ta có thể bỏ mấy vật dụng nhỏ nhỏ hoặc là bỏ headphone này nọ. Và bên này thì lại rất tiện. Chúng ta cùng xem mặt sau của này thì có rất là nhiều miếng đệm, và chúng ta có thể thấy là rất là mát. Và xem cái chỗ này là để mình hay di chuyển đi lại nè, thì mình có thể bỏ nó lên cái vali kéo của mình, rất là tiện lợi. Ba lô rất là chắc chắn ở đây thì sẽ không bị mệt chút nào hết. Và sản phẩm này sẽ được bán ra vào tháng 3 năm nay với giá là 199 đô. Xin cảm ơn các bạn.